Xin chào, bạn có nghĩ rằng mình đang sống trong một xã hội phát triển? Mỗi ngày, bạn cập nhật rất nhiều những thông tin về tài chính, thời trang, du lịch, thị trường bất động sản. Tất cả đều không ngừng phát triển và hết sức nhộn nhịp. Nhưng bạn có biết rằng, đâu đó bên chính những sự nhộn nhịp là những mảnh đời, những cuộc sống vẫn cứ âm thầm, chật vật với mưu sinh, như kiểu đang dần bị lãng quên và bỏ lại phía sau. Rất nguy hiểm và nước to thì đối với phụ nữ thì đi không qua được, sợ bị té xuống nước ạ. Vâng, phải đi qua suối luôn nhưng mà rất nguy hiểm luôn ạ. Là đường xá khó khăn, trời vật liệu cũng khó và khó cắt lại vận chuyển và con đường khó xuống, đường cho nó mưa cũng chả xuống được. À, trước nó không có cái cầu trước đấy, cho em đi dãy nước cũng khó khăn, trẻ con đi hóng khó. Nó tụt bò nó. Lâu mấy nhưng nó cho nhẹ, chỉ mưa chỉ mấy nhưng nó là sẽ được xây ngôi trường mới, đầy đủ học, các đồ dùng học tập đến trường, ước là các bạn học sinh và các cô mặc được áo ấm, các bạn học sinh được đầy đủ đồ dùng học tập và sách vở. Trời mưa này trẻ con cũng sợ, vào gia đình muốn hỗ trợ nhà nước giúp đi làm một căn nhà, sang năm làm căn nhà đây. Hàng mưa trên này cũng mưa nó không biết ở rồi. Càng đi, càng chứng kiến thì lại càng xót xa. Điều trăn trở lớn nhất đó chính là làm sao để có thể giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn này. Và thật may mắn khi chúng tôi được tiếp cận với triết lý trao đi điều bạn muốn, Give What You Want, từ chương trình Năng Đoạn Kim Cương do công ty AKLC tổ chức, nay là công ty DCI Việt Nam. Cùng với khát khao được giúp đỡ người khác, từ đó cộng đồng DCI Việt Nam cũng như quỹ DCI Việt Nam cũng chính thức ra đời. Hành trình của chúng tôi bắt đầu từ tháng 6 năm 2016 với những hoạt động vô cùng ý nghĩa. Chúng tôi trao những ngôi nhà vững chắc, ấm áp giúp bà con vượt qua cái lạnh cắt da của vùng cao và an toàn trước những cơn bão ở vùng đồng bằng. Ban trường đến cho trẻ, chúng tôi xây dựng các điểm trường, thư viện cho trẻ em vùng cao, vùng sâu và vùng xa. Hay nối những nhịp cầu vững chắc để bắc qua sông, qua suối, để bà con mình có thể di chuyển một cách an toàn và tiện lợi hơn. Chương trình Lan Tỏa Yêu Thương, chúng tôi đến thăm và chăm sóc trẻ em mồ côi và những người già tại các viện dưỡng lão. Chuyến xe không đồng,
giúp đỡ cho những người lao động nghèo về quê ăn Tết. Chương trình Phủ Xanh Yêu Thương, chúng tôi trồng hàng ngàn cây xanh để cân bằng hệ sinh thái. Chương trình Phóng Sinh Yêu Thương, bảo vệ sự sống. Cộng đồng DCI Việt Nam đã cùng nhau mang yêu thương đến khắp mọi miền đất nước bằng những việc làm hết sức ý nghĩa và thiết thực. Trải dài khắp các tỉnh Bắc, Trung và Nam, cộng đồng DCI Việt Nam đều để lại những dấu ấn vô cùng tốt đẹp bằng những hoạt động thiện nguyện của mình. Năm 2016, khởi đầu cho chặng hành trình đầy cảm xúc, chúng tôi trao tặng 13 căn nhà tình thương và các hoạt động ý nghĩa khác với tổng số tiền hơn 500 triệu đồng. 3 năm sau, đến năm 2019, cộng đồng DCI Việt Nam đã cùng nhau xây dựng được tổng cộng 330 căn nhà tình thương, 4 cây cầu và 6 điểm trường, với tổng số tiền là 15 tỷ 662 triệu đồng. Bắt đầu năm 2020, khi mà bức tranh toàn cảnh về kinh tế khoác một màu ảm đạm, tưởng chừng như những khó khăn sẽ khiến cho thành viên của cộng đồng DCI Việt Nam sẽ chùn bước. Thế nhưng với quan niệm khi mọi người càng khó khăn thì cũng là lúc và tinh thần của những con người DCI với triết lý Give What You Want, trao đi điều bạn muốn, được lan tỏa và phát triển một cách mạnh mẽ. Và chỉ trong vòng 2 năm qua, chúng tôi đã trao thêm 244 căn nhà tình thương, 8 cây cầu và 6 điểm trường, nâng tổng số ngôi nhà được trao tính đến thời điểm hiện tại hết tháng 12 năm 2021 là 574 căn nhà, 12 cây cầu và 12 điểm trường với tổng số tiền hơn 30 tỷ đồng. Bên cạnh các dự án xuyên suốt như nhà, cầu, trường, khi dịch bệnh vẫn còn diễn biến vô cùng phức tạp, đã làm ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của người dân, cộng đồng DCI Việt Nam cũng đã trích ngân sách để có những hoạt động vô cùng thiết thực để hỗ trợ ngay cho các tình huống khẩn cấp, gieo những hạt giống vô cùng tốt đẹp đến những mảnh đất màu mỡ, gần 2 tỷ đồng dùng để thực hiện. Chúng tôi trích 350 triệu vào quỹ vaccine, ủng hộ đội ngũ tuyến đầu phòng chống Covid. 5 chuyến xe thực phẩm không đồng mang hơn 40 tấn rau củ miễn phí cho người trong khu cách ly. 5 chuyến xe y tế để hỗ trợ các trang thiết bị bảo hộ cho các y bác sĩ tuyến đầu chống dịch. Không chỉ thu hút cộng đồng DCI Việt Nam, những hoạt động ý nghĩa đã lan tỏa và nhận được sự hưởng ứng khắp nơi trên thế giới, với những nhà tài trợ quốc tế đến từ Mỹ như Chủ tịch DCI Toàn cầu, ngài G.C. Michael Roach, Phó Chủ tịch DCI Toàn cầu, Peter Scott and Ulrich, bà Uta đến từ Đức, gia đình Seiji and Noor đến từ Mexico, Marion Tim đến từ Singapore, bà Vivian đến từ Trung Quốc, bà Savina đến từ Hồng Kông, bà Vivian Yua đến từ Malaysia, và bên cạnh đó còn rất nhiều những mạnh thường quân, những nhà tài trợ quốc tế khác. Hành trình gieo hạt của cộng đồng DCI thật sự quá nhiều cảm xúc. Có đi đến tận nơi, tận mắt chứng kiến, tận tay chạm vào những giọt nước mắt hạnh phúc của những đồng bào được giúp đỡ, chúng tôi càng thêm yêu và trân trọng những việc mà mình đang làm. Tin chắc rằng những điều tốt đẹp tuyệt vời ấy chỉ có được chính là nhờ sự đóng góp và lan tỏa từ những trái tim yêu thương của bạn, những thành viên tử tế của cộng đồng DCI Việt Nam. Những giá trị tích cực đã lan tỏa khắp đất nước Việt Nam. Những cuộc đời mới được mở ra. Biết ơn bạn vì đã đồng hành cùng DCI Việt Nam. Hãy tiếp tục gieo trồng những hạt giống tốt đẹp cùng với chúng tôi, bạn nhé. DCI Việt Nam, trao đi điều bạn muốn. Yeah!